Nhưng mà may là chúng ta có sẵn được cái niềm tin nơi Phật Pháp, tin Đức Phật, tin lời dạy của Đức Phật đưa đến sự thoát khổ, và chúng ta tin vào cái sự thanh tịnh của Tăng chúng, Thánh Tăng. Nhờ cái niềm tin đó
Bây giờ chỉ còn có mỗi một việc là chúng ta cố gắng chúng ta nghe Pháp, học Pháp, hiểu Pháp và thực hành theo Pháp, để mà chúng ta đem hành trang trong Ngài Vị Lai. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có dạy rằng như một căn nhà bị cháy, vật dụng được lấy ra khỏi căn nhà kịp thời, không có bị thiêu hủy, thì cái vật dụng đó, cái tài sản đó, nó còn lợi ích cho người gia chủ. Cũng vậy, cái thân này chúng ta bị lửa già, lửa bệnh, lửa chết, nó thiêu cháy, giống như là căn nhà bị lửa cháy vậy. Thế thì bây giờ những gì mà chúng ta bố thí, những gì mà chúng ta cúng dường, thì cái đó còn là của mình, là tài sản của mình trong tương lai. Cho nên sư cũng rất là hoan hỷ và tùy hỷ công đức của thí chủ cũng như là chư Phật tử chúng ta đã làm. Không phải chỉ có mùa dân y chúng ta mới làm phước, mà trong đời sống bình nhật, suốt cả đời của chúng ta, ngày nào chúng ta cũng nên cố gắng làm phước. Chúng ta tu tạo phước vật, phước đức, phước trí. Về phước vật là chúng ta xả tài vật chất, chúng ta bố thí cúng dường. Về phước đức là người Phật tử chúng ta phải cố gắng, chúng ta giữ giới, thọ tâm quy, chúng ta có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Rồi tạo phước trí là hàng ngày người Phật tử chúng ta phải thường xuyên, thay vì suy nghĩ những cái chuyện mông lung, những cái chuyện vô ích, những cái ngày đó đó, những cái thời gian đó, là chúng ta chỉ suy nghĩ một lời dạy của Đức Phật thôi, cũng đã là phát sanh phước trí cho chúng ta trong tương lai. Như vậy thì cái việc mà chúng ta tạo phước là chúng ta phải tạo suốt cả đời chúng ta, ngày nào chúng ta cũng phải tạo, chứ không phải những ngày khác chúng ta không tạo phước, không tu thiện, để đến cái mùa dân y cái thí ná chúng ta mới đi chùa chỗ này chỗ kia chúng ta làm phước. Tại sao chúng ta phải làm phước thường xuyên? Ở đây thưa quý vị, giống như người mà lâu lâu mới cầm cây bút lên để mà viết chữ, thì như vậy thì cái chữ viết của họ sẽ quệt ngoạc, nó sẽ không có rõ nét, nó bị rung tay. Còn một ông thầy giáo hay là một nhà văn mà họ cầm bút mỗi ngày, cầm phấn mỗi ngày để họ viết, thì cái chữ viết của họ sắc nét và cái nét chữ của họ rất là dứt khoát. Tại sao vậy? Tại họ quen. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta sẽ để dành tiền để tới cái mùa dân y mình sẽ làm chủ lễ dân y ở đó, rồi những ngày khác chúng ta không chịu làm phước. Thế là đến khi mà tới ngày làm phước á, quý vị có biết rằng lâu ngày không làm phước và bữa nay mới bắt đầu mình làm chủ lễ làm phước, nó rung hồi hộp, và chúng ta không có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vì chúng ta không biết cách. Thế là trong cái buổi làm phước có đôi khi chúng ta bị trục trặc tâm lý, chúng ta khởi lên tham, khởi lên sân, khởi lên si. Và do vì chúng ta làm phước, một năm chúng ta chỉ có một ngày làm phước dân y cái thí ná chẳng hạn, nhưng mà cái ngày đó mà chúng ta lỡ mà chúng ta khởi lên tham sân si,
chúng ta bực mình, chúng ta quát tháo nạt nộ người khác là kể như là chúng ta lỗ vốn, thưa quý vị, lỗ vốn. Cho nên cái ý nghĩa đó sư mới nói với quý vị Phật tử chúng ta là cái việc mà chúng ta tu tập đó nó phải có hai cái loại duyên. Thứ nhất gọi là na nắc khá đi các cam áp chế giá, là dị thời nghiệp duyên, tức là chúng ta phải tạo cái nghiệp thiện để mà đưa đến cái quả an vui. Thứ hai bắt cái tôn binh sĩ giáp với giá, tức là dị thời nghiệp gọi là thường cận y duyên. Cái thường cận y duyên quan trọng lắm, bởi vì hai duyên này ở trong vi diệu pháp đó, là cặp bài trùng, nó cặp bài trùng, nó đi song song với nhau. Cái này tấu, cái này hiệp lực với cái kia hiệp lực cho cái nọ. Ở đây thưa quý vị, chúng ta đi học, chúng ta biết đọc chữ, biết viết chữ là một lẽ. Nhưng mà chúng ta đọc thành thục sách vở báo chí là do nhờ chúng ta đọc thường xuyên. Còn nếu mà chúng ta đi học, biết chữ, biết mặt chữ, biết đánh dần đó, biết ráp dần đó, nhưng mà vì chúng ta học rồi bỏ, chúng ta lo đi làm ăn buôn bán hay là làm nghề gì vân vân, quanh năm không có nhìn tới cái con chữ, thì đến khi mà chúng ta muốn cần đọc chữ, có những người Phật tử tội nghiệp lắm, đến chừng lễ trai tăng của họ, họ là thí chủ, họ cầm cái bản tác bạch, bài tác bạch mà họ đọc không ra chữ, họ đọc trục trặc. Cũng vậy, chúng ta phải làm phước mỗi mỗi ngày nó thành thường cận y duyên, thì khi mà chúng ta tới cái mùa dân y, chúng ta đi làm phước, cái chuyện đó nó đối chúng ta quá quen thuộc. Chúng ta quen thuộc bằng cách nào? Chúng ta quen thuộc trước hết là cái việc mà chúng ta diện kiến chư tăng, chúng ta không có rung. Bởi vì hàng ngày chúng ta thường xuyên, ít nhất là trong một tháng một lần hoặc là tháng hai ba lần, chúng ta đi đến chùa thăm viếng chư tăng, nói chuyện tiếp xúc với chư tăng, được nghe pháp, rồi chúng ta làm lễ cúng dường vân vân. Cho nên khi mà chúng ta quen rồi đó, sau đó chúng ta tới cái ngày lễ dân y, chúng ta tiếp xúc với chư tăng, diện kiến chư tăng, chúng ta không có run sợ. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta làm phước thường xuyên, chúng ta biết được là người thí chủ phải chuẩn bị tâm lý như thế nào và cái gì là trục trặc cho cái việc làm phước. Thí dụ như trong cái ngày làm phước mà chúng ta đi đến trong cái thời tiết oi bức, nực nội khó chịu, vì chúng ta đã quen với cái cảnh nực nội khó chịu khi đi làm phước, vất vả đường xa, do đó cho nên bây giờ có đi đường vất vả, có bị mưa bị nắng chúng ta cũng không có, chúng ta cũng không có bực bội, chúng ta sẽ quen với cái cách đó. Những cái phiền não mà nó khởi lên là chúng ta chặn đứng kịp thời. Cũng như quý vị biết là tài người mà lấy bằng lái xe đó, sau khi lấy bằng lái xe xong về không có chạy thường xuyên, lấy bằng lái xe mà gặp xe nhà, xe để trong gara ở trong nhà bên hông đó, đậu 6 tháng mới chạy chơi lần. Cho nên khi mà ra cái đường trường đó, ra quốc lộ, cái tâm họ rung là tại sao vậy? Bởi vì gặp xe trước đi qua, này đi tới, qua mặt vân vân là họ bắt đầu họ khớp. Nhưng mà tài xế mà chạy chuyên nghiệp, chạy thường xuyên mỗi ngày thì mấy chuyện đó đối với họ là họ sẵn sàng đối phó, xử lý, họ không có sợ gì hết, bởi họ đã quen. Cũng vậy, người mà mới đi làm phước, lâu lâu mới làm phước một lần đó, thì lúc bây giờ họ gặp
người khen người chê, gặp thời tiết đóng lạnh hay là có bữa nói bữa đo, bữa đói bữa no đó, để lúc bây giờ cái người đó tự nhiên họ cảm thấy họ chán nản. Nhưng mà cái người làm phước nhiều đó thì cái tâm của họ không có bị trục trặc trở ngại cái ba cái chuyện nhỏ nhỏ đó. Đó là cái lợi điểm thứ ba. Cái lợi điểm thứ tư á, người mà đi làm phước thường xuyên, người đó mới cảm nhận được làm phước là một điều an lạc, một điều hạnh phúc. Cái câu mà Đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh đó, câu đó không phải là chuyện dễ hiểu, dễ làm đâu quý vị. Đức Phật dạy rằng ý thác mô đa tí, bế cha mô đa tí, cá ta pô nhô ụ khỏa giác tha mô đa tí, sô mô để sô và mô đa tí, đi xoa cầm mát, vì suốt thì mát tà nô. Nay vui đời sao vui, làm phước hai đời vui. Người vui người an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Lâu lâu mới làm lần, làm sao mà mình nhìn cái hành động thiện của mình mà mình cảm thấy vui được, khó lắm. Còn hễ chúng ta làm phước thường xuyên đó, là tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy bữa nào mà không làm phước, hay tháng nào mà không có đi làm phước đó, tuần lễ nào mà không có đi làm phước, mình cảm thấy như là bị khát nước, bị đói. Thế là chúng ta đã không có thói quen đi làm phước. Cũng như một người, sư cho quý vị rất nhiều thí dụ. Một người tắm rửa thường xuyên, cứ hãy đi đâu về cái mình mẩy nó rít, hoặc là bụi bặm cảm thấy nó xót xót là đi tắm, hoặc trước khi đi đâu tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi, hoặc là đi về xong rồi tắm rửa sạch sẽ rồi mới ngủ nghỉ, họ quen đi. Cho nên khi mà họ gặp nước họ không có sợ. Còn người mà ít có tắm đó, một tuần lễ hay nửa tháng mới tắm lần, đến giờ tắm là bị cảm liền. Tắm là bị cảm liền. Cho nên chúng ta phải làm phước thường xuyên. Cái đó là cái lợi điểm chúng ta mới vui được. Nhưng mà một người mà vui trong cái việc làm phước đó cũng không phải là chuyện dễ đâu. Bởi vì có đôi khi chúng ta bị trục trặc cái làm phước thường xuyên, tâm phàm phu của chúng ta riết rồi chúng ta nhàn. Giống như chúng ta ngày nào cũng ăn cái món rau luộc, ăn món rau luộc riết thì chúng ta ngán. Do đó cho nên quý vị phải chuyển đổi tâm lý hoài. Bữa nay đi làm phước để chúng ta mới nghĩ rằng vì cái cuộc luân hồi sanh tử, nếu mà người chúng sanh mà không có phước đó, thì khi mà sanh ra ở kiếp sau, sanh ở trong cái quốc độ nghèo khổ, thiên tai, hạn hán, bão lụt thì khổ. Còn người mà có phước đó, thì khi đời sau họ tái sanh ra thì họ sẽ tái sanh ở trong cái cảnh giới tốt đẹp, giàu có, trù phú, thời tiết, khí hậu điều hòa. Cho nên người này vẫn nghĩ vậy, thích là phước. Rồi lại nữa, bữa khác chúng ta đi làm phước, chúng ta nghĩ rằng cuộc luân hồi này nó là khổ. Vô thủy luân hồi, Đức Phật này dạy rằng vô thủy luân hồi này các tỳ kheo không tìm ra được khởi điểm đâu. Và trong thời gian dài luân hồi sanh tử như vậy, các ngươi đã chịu không biết bao nhiêu là khổ nạn, không biết bao nhiêu là cái sự nguy hiểm. Thật là quá đủ để nhàm chán, quá đủ để từ bỏ, quá đủ để giải thoát khỏi các pháp hữu vi. Cho nên chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ, ta làm phước hôm nay đó, cố gắng làm phước vậy để làm cái duyên lành. Y đăng mê vui nhân điếp và nếp bà nát sắp chơi vô hộ tú, làm duyên là đưa đến nếp bàn. Bắt đầu chúng ta thay đổi
chúng ta thay đổi món ăn, là chúng ta suy nghĩ vậy, chúng ta hoan hỷ với vị làm phước mình. Rồi qua bữa khác đó, khi chúng ta làm phước, chúng ta lại suy nghĩ kiểu này nữa: chúng sanh phàm phu nó chỉ có hai loại tâm động lực mà thôi, trong cái đá chết ta. Một là tâm động lực bất thiện, tham sân si. Hai là tâm động lực thiện. Mà bây giờ nếu mà ta không làm thiện đó, thì nguyên cái dòng tư tưởng của chúng ta, ta suốt ngày chỉ khởi lên động lực bất thiện, tham sân si, thì như vậy tư tưởng nó bị bệnh hoạn, tư tưởng nó bị đốt cháy, nó bị diệt não. Như vậy ta sẽ sống trong một ngày khổ đau. Còn khi mà ta làm phước, sáng thức dậy giữ tâm thanh tịnh, đảnh lễ tam bảo, rồi phát nguyện: con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Con nguyện trong ngày hôm nay không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi chúng ta khởi lên cái tâm từ: mong cho ta luôn luôn được sẽ vui, dù hoàn cảnh nào cũng sống với tâm từ, không sống với tâm sân. Mong cho tất cả chúng sanh cũng được an vui, vân vân. Chúng ta rảnh toàn tự. Một ngày chúng ta khởi đầu bằng cách là chúng ta tạo cái phước đức như vậy đó. Rồi bắt đầu sáng lại đó, nếu mà chúng ta có đi chợ đi đâu mà gặp người ăn xin nghèo khổ, thì mình chìa tay ra, mình giấu tay, mình bố thí cho họ cái tạo cái phước vật. Hay là chúng ta đi đâu có dịp ghé ngang chùa nào đó, cái chúng ta cúng dường chưa tăng, cái đó cũng tạo cái phước vật chất. Đâu phải đợi cái cuộc lễ đại thí chủ dân y cái thí ná mới làm phước đâu. Chúng ta đi đâu chúng ta gặp cái món ngon vật lạ, trái cây gì đó chúng ta mua, chúng ta đến chùa dân cúng cho chư tăng trong bữa ăn cũng là tạo phước. Thế là chúng ta có tạo phước vật, phước đức, phước trí. Rồi sáng chiều giờ nào rảnh đó, chúng ta ngồi lại chúng ta xin niệm: cái thân này phải bị già, không thoát khỏi sự già. Thân này phải bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Thân này phải chết, không thoát khỏi sự chết. Chúng ta quán xét như thế. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta quán xét như vậy rồi là chúng ta tạo cái phước trí. Thế là một ngày cái tâm động lực của chúng ta, cái dòng tư tưởng, quý vị nhớ, cái dòng tư tưởng sanh khởi, nếu mà lộ ngũ môn phân chất đoà ra, đoà ra quy thiết, thấy nghe người nếm đụng nó cũng có thể khởi lên tâm thiện hay tâm bất thiện. Mà mình tâm thiện đó thì mình khởi lên cái động lực thiện. Còn nếu như chúng ta khởi lên lộ ý mano đoà ra quy thi thì chúng ta cũng khởi lên động lực thiện. Cái tâm động lực thiện nó sẽ đưa lại, nó sẽ đem lại cho chúng ta cái sự an lạc. Vì sao vậy? Vì ở trong cái tâm động lực thiện đó thưa quý vị, trong cái tâm thiện nó có những cái thuộc tánh chetasika, hay là gọi là sở hữu tâm, tịnh hảo, sopana chetasika. Ở trong sopana chetasika đó nó có 25 cái tâm sở tịnh hảo, tức là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, trung hòa, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, vô thân, vô tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi về tùy hỷ, trí tuệ. 25 cái thuộc tánh đó nó cũng giống như là một ngày mà chúng ta có uống một cái viên thuốc bổ đa vitamin đó, thì như vậy là chúng ta khỏe. Cũng vậy, một ngày chúng ta khởi lên tâm thiện đó, 25 thuộc tánh này nó là đa vitamin. Vitamin nhiều lắm thưa quý vị. Cứ mỗi một tâm sở là một loại vitamin để mà nó bồi dưỡng cái nội tâm này, nó hàm dưỡng cái bộ tâm này. Cho nên khởi lên cái tâm thiện thì thưa quý vị, sống được an vui. Chúng ta cứ làm vậy đi. Phật tử chúng ta phải hiểu được điều đó thì chúng ta mới có cái sự hoan hỷ trong cái điều thiện. Chứ còn nếu mà chúng ta không khéo đó, bữa nay đi làm phước, mai đi làm phước, đi đến đó làm cái gì? Đi đến đó chỉ là tắc bạch,
bạch chư đệ đức tăng, được rõ những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lão lễ đạo được cũng hợp hiệp theo lão, xin cúng dường đến chư tăng gọi là lễ trai tăng, có cảm ơn phụ tùng vân vân. Ngày nào chúng ta làm phước cũng đọc cái kiểu đó, lâu ngày chúng ta nhàm, chúng ta nhàm bởi chúng ta không có suy nghĩ mấy khía cạnh khác. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu ý xin nói không? Tức là mỗi ngày làm phước chúng ta đều phải suy nghĩ, suy nghĩ luân hồi mà không có phước á, thì khổ, cho nên làm phước. Chúng ta suy nghĩ luân hồi khổ cho nên phải chấm dứt cái sự khổ này bằng cách là phải nhờ cái phước ba la mật. Chúng ta phải suy nghĩ cuộc sống này phải hàm dưỡng thiện pháp để mà tâm được an lạc. Còn nếu như để động lực sân tham sân si khởi lên suốt ngày thì mình sống trong cái sự khổ đau, bị đốt cháy. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta khởi lên tâm thiện. Thế là quý vị tập nó quen, cái xoay chuyển dần dần như vậy. Chúng giống như chúng ta ăn mà đổi món ăn vậy đó. Cơm thì không đổi rồi, nhưng mà thức ăn chúng ta phải thay đổi. Cũng vậy, thiện pháp á, cái chuyện làm phước thì chúng ta không thay đổi, nhưng mà cái tư tưởng, cái tâm lý làm phước là chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải thay đổi. Có khi thì chúng ta suy nghĩ rằng luân hồi sanh tử ta cần phước, hoặc chúng ta suy nghĩ rằng muốn đạt đến sự giải thoát chấm dứt sanh tử luôn phải nhờ phước. Thứ ba nữa là chúng ta nghĩ rằng muốn cho một ngày mà tâm được an lạc thì phải nhờ thiện pháp. Chúng ta cứ suy nghĩ vậy nữa, thì thưa quý vị tốt lắm. Cho nên các Phật tử chúng ta sau khi nghe pháp xong là chúng ta phải hiểu mình cần có cái tư duy như thế nào để mà chúng ta mới sắp xếp được cái nội tâm của chúng ta. Tại sao nhà cửa chúng ta biết sửa sang, chúng ta biết cách xếp để sắp xếp cái nhà cho nó sạch sẽ, nó ngăn nắp, cho nó đẹp, mà tại sao cái tâm này chúng ta không biết cách sửa nó? Phải sửa hoài thưa quý vị. Cho nên sư muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta cũng chung quanh trong cái việc chúng ta làm phước. Hôm nay mà chúng ta đi đến chùa này, ngày mai chúng ta đến chùa khác để làm lễ dân y ca thi ná, chúng ta không khéo dạy tâm đó, không khéo sắp xếp ổn định tâm đó, thì coi chừng tâm nó sẽ nhàm chán. Mà khi tâm nó đã nhàm rồi đó, tự nhiên chúng ta đi chúng ta cảm thấy mệt mỏi quá. Ngày nào cũng đi, ngày nào cũng ngồi nghe tắc bạch, nghe tụng kinh rồi đi niệm Phật, chán quá. Nhưng mà không thưa quý vị, nếu mà chúng ta suy xét rộng hơn nữa về cái dòng sanh tử luân hồi là tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy thích thú, cảm thấy hoan hỷ trong cái việc, trong cái việc mà chúng ta phải làm phước tu tập. Thì bây giờ sư muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta nghe như thế này nữa. Trước hết cái, có người họ hiểu cái chữ phước là khác, mà chữ tuệ, chữ huệ là khác, cho nên họ mới nói phước huệ song tu. Nhưng mà người Phật tử chúng ta phải định nghĩa là cái chữ phước. Cái chữ phước, chữ pu nhân đó, đã xuất phát từ chữ san tăng atano pu re ti tí, từ chữ pura, pura, pura là pu nhân á. Chúng sanh mà đầy đủ cái sự an vui, cái gì mà nó làm cho mình sung mãn cái sự an vui tinh thần thì cái đó gọi là phước. Thì chúng ta được an vui sung mãn cái gì? Sung mãn về tài sản vật chất chưa đủ, chúng ta phải sung mãn về cái tâm an lạc. Tối ngày chúng ta chỉ biết nở nụ cười với mọi người, và trong cuộc sống của chúng ta gặp những người bạn bè thân hữu quyến thuộc, hay là vợ chồng, hoặc là con cái, hoặc là cha mẹ, toàn là những người tốt không, cái đó là do cái phước đức chúng ta mới đầy đủ có cái sống an lạc. Rồi chúng ta phải có trí tuệ. Có nhiều khi đó chúng ta gặp cái hoàn cảnh khó khăn,
Nhưng mà nhờ có trí tuệ giúp cho chúng ta vượt qua cái sự khó khăn đó, như vậy chúng ta cảm thấy an vui. Cho nên cái phước vật, cái phước đức, phước trí chúng ta phải làm, phải làm một cách đầy đủ, cho chúng ta không bỏ sót cái nào hết. Thì ở đây thưa quý vị, đối với cái phước vật chất, người Phật tử chúng ta đã từng nghe cái câu chuyện của các vị đệ tử của Đức Phật, những vị mà có cái phước vật chất đặc biệt. Trước hết là chúng ta nhắc sơ qua về cái chuyện của Ngài Sư Quy Lý. Ở trong đời quá khứ, Ngài cúng dường cho Đức Phật độc giác, thì Ngài mới phát nguyện. Sau khi Ngài phát nguyện phước báo đời sau, quý vị, đến mức độ mà một lần nọ ra hạ xong, Đức Thế Tôn cùng với chúng tỳ kheo muốn đi vào cái khu rừng Căng Kha, tức là khu rừng keo gai. Cái keo đó nó có gai nhọn lắm, khó đi lắm. Ngài muốn đi vô trong đó để thăm một vị Sa Di A La Hán Rewata. Lúc đó Tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, đi vào cái khu rừng đó, tới nơi đó có hai con đường. Nếu mà đi cái đường vòng thì chỉ mất có thời gian một tháng, đi đường vòng thì mất thời gian tới 3 tháng rồi. Và Chư Tăng có thể đi ngang qua xóm làng để mà đi khất thực ăn. Còn nếu mà đi đường tắt thì đi trong vòng 1 tháng thôi, ngắn, rút ngắn thời gian. Nhưng mà đi đường tắt thì qua cái rừng keo sầm uất, không có nhà dân, thì Chư Tăng sẽ có thể chưa tỳ kheo sẽ bị đói. Đức Phật Ngài mới hỏi rằng, trong cái hội chúng tỳ kheo mà tháp tùng với Như Lai ngày mai đó, có Sư Quy Lý đi không? Mà Đức Thế Tôn có. Đức Phật nói rằng yên tâm đi, vậy đi đường tắt đi, không đói đâu. Thưa quý vị, quả thật như vậy. Do cái phước Ngài Sư Quy Lý, cho nên là Ngài phát nguyện cái phước của Ngài rồi đó, đi đến đâu là chư thiên họ xuống, họ lập làng ở đó để Chư Tăng đi bát, họ cúng dường vật thực cho ăn, đi xuyên suốt trong vòng 1 tháng không có bị đói. Đó là do tạo cái phước vật. Hoặc là như Ngài Anuruddha, Ngài tạo cái phước vật. Hồi trước Ngài nghèo lắm, quá khứ Ngài nghèo lắm, nhưng mà sau khi mà gặp Đức Phật độc giác, cái lúc đó chàng thanh niên này mới cúng dường cho Đức Phật độc giác, xong mới phát nguyện bạch Đức, bạch Ngài, do cái việc làm phước ngày hôm nay con nguyện đời sau con đắc được thánh quả mà Ngài đã chứng, và trong những cái kiếp luân hồi xin cho con đừng bao giờ nghe cái tiếng không có. Chắc ở trên đời này có một người mới nguyện vậy, mà thiệt đời sau thưa quý vị, kiếp mà sanh làm hoàng tử Anuruddha, lúc mà còn là vị hoàng tử nhỏ trẻ đi chơi với bạn, chơi luôn luôn, hãy ai thua thì phải chung phải đãi bánh cho người khác ăn, và cứ việc là cho người hầu chạy về nói với mẫu hậu là cung cấp bánh, người ta làm bánh đến nỗi không kịp. Cái trận cuối cùng thì hoàng tử Anuruddha cũng thua, mới cho chạy về xin. Hoàng hậu mới kêu người hầu á, người hầu của hoàng tử á, lấy một cái mâm ở trên đậy cái chạn và phủ ở trên miếng vải đỏ đẹp lắm, cứ đem cái mâm không đó ra, rồi dặn khi nào mà hoàng tử hỏi bánh gì nói bánh không có. Thì thưa quý vị, khi mà ra gần tới, cái hoàng tử Anuruddha mới hỏi người hầu, mẫu hậu cho đem ra bánh gì đó. Người hầu mới nói dạ bẩm điện hạ, cái này bánh không có. Nếu bánh gì bánh lạ lại dở ra thì quý vị biết chư thiên họ để bánh ở trong cổng, bánh chư thiên thơm phức luôn. Cái phước nó đặc biệt vậy. Còn nữa, một vị Sa Di tên là Tế Xá, vị Sa Di đó xuất gia 7-8 tuổi thôi đắc A La Hán. Cái bữa đó vị Sa Di
hồi lúc mà chưa đắc A La Hán đó, cái vị Sa Di đó vào cái mùa đông trời lạnh lẽo, khi mà đi vòng quanh ở trong chùa thấy chư tỳ kheo ngồi năm ba vị tùm dâm lại để mà đốt lửa mà hơi sưởi ấm, vị Sa Di mới hỏi bạch chư tăng, với ngài ngồi đốt lửa làm gì? Nói trời lạnh cho nên chúng tôi đốt lửa để sưởi ấm. Nó bạch các ngài, tại sao các ngài không choàng cái tấm khăn len bằng vải len mà choàng lên vai, mà bây giờ mình qua Ấn Độ dễ gặp á. Các vị tỳ kheo nói chúng tôi là những vị tỳ kheo không có quyến thuộc giàu có thì đâu có ai cúng dường ở đó đâu, đâu phải giống như Sa Di mà được quyến thuộc cung cấp đầy đủ. Cái vị Sa Di mới nói bạch các ngài, nếu vậy thì sáng nay thỉnh các ngài đi bát theo con sẽ cúng dường cho các ngài. Quý vị biết tới 1000 vị tỳ kheo lận, mà Sa Di đó đi thì đồn lan ra bên ngoài, dân chúng hai bên đường họ nghĩ rằng hôm nay 1000 vị tỳ kheo đi với mục đích đi bát để mà kiếm cái tấm choàng Kapala, bây giờ mình cung cấp hết là mình lộ vốn á, cho nên họ giấu. Nhưng mà đến chừng Sa Di Tiết Xá dẫn đầu chư tăng đi tới đâu, người ta vừa gặp mặt người ta thương quá, cái người ta đem người ta cúng dường, đem cúng dường bận đi 500 tấm, bận về 500 tấm, đủ 1000, cho nên được mệnh danh là Kampala Dayaka Samadira, là bị Sa Di mà cúng dường tấm choàng. Cái phước đó vậy thưa quý vị. Cho nên người Phật tử chúng ta đừng có sợ phước, hễ mà chúng ta có phước rồi đó thì đời sau hễ chúng ta muốn ăn cái gì, muốn mặc cái gì, muốn ở căn nhà kiểu nào, chúng ta khởi lên tư tưởng tôi muốn như vậy đó, ta muốn vậy. Nếu mà ta có phước, xin cho phước thành tựu đi thì nó sẽ thành tựu liền. Người mà không có phước, dầu cho có lại lục cỡ nào, thỉnh tăng tụng kinh cỡ nào đi nữa cũng không thành. Còn người mà có phước rồi thưa quý vị, họ chỉ cần khởi lên ước muốn là nó thành thôi. Cho nên chúng ta đừng có sợ phước. Bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề cái người mà có phước đức. Người mà có phước đức thưa quý vị, sanh ra ở đời đó, sống thọ khỏe mạnh không bệnh hoạn, thân tướng đẹp, đẹp trai hay đẹp gái, người này có bà con quyến thuộc đông đảo, bạn bè trung tín, rồi người này lại có cái phước cái nữa là ăn cái gì cũng ngon. Quý vị biết có phước như Đức Phật đó, có lần đó ngài nhập hạ ở tại xứ Virencha. Năm đó Virencha bị nạn đói, nạn hạn hán, dân chúng không có gì để bát. Lúc bây giờ họ đem đậu sấy mà để dành cho ngựa ăn đó, họ đem cúng dường để bát. Tôn giả Ananda mới ngâm cái đậu sấy đó để cho nó nở ra, nó mềm, cúng dường đến Đức Phật. Đậu sấy quý vị biết là ngâm ăn thì lạc nhách chứ, nhưng mà ở trong kinh nói cái vị giác của Đức Thế Tôn tới 5000 cái thần kinh vị giác, cho nên dầu cho cái vật thực tầm thường nhưng mà ngài ăn vào thì ngài cũng nếm được cái hương vị ngon như ăn của chư thiên gì đó. Cái phước, do cái phước. Cho nên Phật tử chúng ta để ý thấy, dầu cho chúng ta ăn cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị, bầu ngư vi cá, nhưng mà chúng ta ăn vào chúng ta ngán, chúng ta chán, chúng ta muốn mửa ra, chúng ta không muốn ăn nữa, cái đó là do gì? Do tại chúng ta thiếu phước thưởng thức. Nếu mà người có phước thưởng thức thưa quý vị, dầu cho ăn ra luộc với chao họ cũng cảm thấy ngon miệng, cảm thấy ngon miệng. Cho nên ở đây đó là chúng ta phải hiểu là chính do giờ cái phước đức mà chúng ta có đầy đủ cái sự hanh thông trong cuộc sống như thế. Còn cái người có phước trí đó,
thì họ sẵn sàng, cái trí tuệ của họ sẵn sàng. Như là du sĩ Upatissá, tức là ngài Xá Lợi Phất, khi ngài chưa đi xuất gia trong Phật pháp, lúc đó đang trên đường đi tìm đạo, thì ngài gặp tôn giả A Sa Chí, là một trong năm thầy Kiều Trương Dư đi khất thực. Thì Upatissá nhìn cái phong thái của vị này đúng là một bậc thoát tục chân tu, cho nên cứ đi theo. Đi đến một cái, ra khỏi thành Rajagaha, ngài đến ngài ngồi dưới gốc cây, thì du sĩ Upatissá đến đảnh lễ và sắp soạn vật thực trải chỗ ngồi cho ngài. Sau khi ngài A Sa Chí ăn xong, du sĩ Upatissá mới thỉnh cầu ngài: hãy thí cho con nghe giáo lý của ngài đã được học, và ai là thầy của ngài? Thì tôn giả A Sa Chí ngài mới nói rằng: Atma mới xuất gia không bao lâu, mặc dù ngài là vị A La Hán, nhưng mà ngài khiêm tốn, ngài nói gì: ta xuất gia mới không, mới đây không có bao lâu, cho nên giáo pháp chưa am hiểu về nhiều, ta chỉ nói một câu kệ tóm tắt. Cái du sĩ Upatissá nói: bạch ngài, tóm tắt cũng được. Để ngài mới thuyết cái câu mà Ye tham ma hi tấp pha wa ti san hi tung ta tha ga to a ha ti san chát ni ru thu. Ê quang qua đi Mahasamadhu, các pháp sanh lên có nhân, và vị sa môn đã chỉ được tập khởi của các pháp ấy, tức là nhân sanh các pháp ấy, và chỉ luôn cả sự đoạn diệt của các pháp ấy. Các pháp ở đây là các pháp hữu vi, có nhân tức là có tập đế, và cái sự diệt, đoạn diệt của pháp ấy tức là niết bàn, là diệt, diệt đế. Và ngài đã chỉ dạy cái con đường đưa đến niết bàn. Chỉ bài kệ tóm tắt như vậy, du sĩ Upatissá đã lãnh hội được cái nghĩa lý của bốn chân lý tứ đế: khổ tập diệt đạo và chứng tu đầu quần. Cho nên cái phước trí cần lắm, thưa quý vị. Đừng để đời sau mà chúng ta ngồi giữa hội chúng nghe Đức Phật thuyết pháp, và bây giờ kiếp này chúng ta không đắc đạo quả, đời sau mà chúng ta gặp cái thời của Đức Phật Mê-ta-giá, chúng ta ngồi giữa hội chúng, người ta nghe pháp, người ta đắc đạo quả tu đầu quần hết, còn mình ngồi sót lại. Hỏi sao vậy? Tại vì đời trước mình không có tạo phước trí, cho nên giờ nghe pháp hiểu hết. Rồi đây mình chỉ trích mà nói: Đức Thế Tôn thuyết pháp gì mà nghe không hiểu gì hết. Cái đó lỗi tại mình, không phải lỗi tại Đức Phật. Cho nên bây giờ chúng ta phải tạo phước trí đi. Và phước trí rất đơn giản, thưa quý vị. Tạo phước vật là chúng ta phải tâm xả tài, đa ná là bố thí, cúng dường. Nhưng mà muốn đa ná, muốn làm cái công việc bố, cúng dường, bố thí được, là mình phải có cái tâm gọi là cha gá, là cái tâm dứt bỏ. Mình có, thí dụ bây giờ mình có món tài sản này, nhưng mà tâm mình còn chấp cái này là mình phải giữ lại cái này là để xài. Mình không dứt bỏ được là vị tỳ kheo đi khất thực ngang, mình không muốn lấy cái này để mình đem cho đâu, đem cúng dường đâu. Cho nên phải tập cho cái tâm mình dứt bỏ, dễ lắm. Mình thấy mình nghĩ, ồ cái này là vật chất, là vật ngoại thân, là vô thường. Mình giữ lại mai mốt mình cũng không có xài, mình cũng không xài bỏ cho người khác. Còn chi bằng bây giờ mình cúng dường, mình cho ra thì sẽ còn là của mình trong tương lai. Cho nên cái tâm mình hoan hỷ. Nhưng mà cái tâm dứt bỏ được, tức là do cái tâm vô tham alopha. Quý vị nhớ, từ cái tâm alopha vô tham, tức là không có bị tham đắm, không bị dính mắc, thì chúng ta mới dứt bỏ được. Mà hễ chúng ta dứt bỏ, mà xả tài được, thì chúng ta mới bố thí được. Cái đó là cái công thức để mà giúp cho chúng ta làm việc bố thí. Cho nên các Phật tử chúng ta phải học rành cái công thức đó. Tại sao có những người họ làm phước dễ quá? Họ bỏ tiền ra, họ
mua sắm y cà sa hay là làm lễ trai tăng hoặc là có cái chùa dễ quá. Còn có những người họ không bỏ ra được là tại vì sao? Người Phật tử không có tham luyến tài sản vật chất, cho nên dứt bỏ được. Mà dứt bỏ được là bố thí được, cho nên chúng ta thành tựu được phước Phật là do cái đó. Thứ hai là làm việc phước đức. Người Phật tử chúng ta nên nhớ cái phước đức. Thứ nhất là quy y Tam Bảo. Vô bút thanh chá, thầm manh chá, sang khanh chá, saranang gà tô. Ê tăng saranang, khê măng ê tăng saranang, ô tâm măng. Ê tăng sarana gầm má. Sapa đục khá pa mút chà tí. Ai quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ai dùng chánh trí tuệ thấy được bốn đế, đó là cái sự quy y an ổn, là sự quy y tối thượng. Quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Cho nên chúng ta hàng ngày đó, chúng ta phải giữ cái niềm tin ở Tam Bảo. Tuyệt đối chúng ta đừng bao giờ chúng ta có một cái ý nghiệp quấy đối với Tam Bảo. Dễ vui Tam Bảo, dễ vui với Tam Bảo là hại mình. Cái câu mà nói dễ vui Tam Bảo mà thiếu cái dấu phẩy, chúng ta đọc thiếu dấu phẩy, chúng ta nói dễ vui Tam Bảo hại mình. Chúng ta nghĩ rằng mình dễ vui thì Tam Bảo hại mình, không phải. Dễ vui với Tam Bảo phẩy là hại mình. Quý vị nhớ, cho nên thiếu dấu chấm dấu phẩy nó cũng nguy hiểm lắm. Cho nên hàng ngày người Phật tử chúng ta cứ sáng con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cái đó là quý vị tạo phước đức. Thứ hai nữa là chúng ta giữ giới. Vì cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, do đó cho nên mình thương xót chúng sinh khác. Mình không đoạt mạng và không có gian tham trộm cắp của người khác. Thì như vậy là chúng ta giữ giới được. Người mà giữ giới là người ban cho chúng sanh khác cái sự an lành, không sợ hãi. Này các tỳ kheo, người không sát sanh tức là ban cho chúng sanh khác cái sự an lạc, do đó người này cũng được cái sự an lạc. Bởi vì chúng ta giết hại chúng sanh khác, cái mặt của mình nó có cô hồn, cho nên chúng sanh khác họ gặp mình họ cảm thấy hốt hoảng sợ hãi, giống như chúng ta gặp một tên sát nhân vậy đó. Còn khi giữ giới rồi đó, mặt hiền khô, cái người ta gặp mình người ta cảm thấy vui, cảm thấy thân thiện. Đó là do nhờ cái tâm giữ giới của chúng ta. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối dối, không uống rượu, nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cái sự an lạc, tạo cái phước đức gì. Ngoài tam quy giữ giới ra, chúng ta còn một cái việc để mà chúng ta tu tạo cái phước đức nữa là chúng ta tu tâm từ. Nói tu tâm từ chứ khó lắm thưa quý vị. Bây giờ chúng ta phải tập nguyện trong ngày hôm nay, dù hoàn cảnh nào con cũng sống với tâm từ chứ không sống với tâm sân. Quý vị dám phát nguyện không? Từ sáng đến chiều đừng có khởi lên cái sự sân hận nóng nảy với ai hết. Mà hễ Đức Phật anh nói rằng chỉ cần trong một tích tắc ai khởi lên ý niệm tâm từ, an trú tâm từ, người đó sẽ có phước đức vô lượng. Còn nói chi là chúng ta ngồi mà hành thiền cả buổi, chúng ta với cái tâm niệm mong chúng sanh khác được an lạc thì cái phước đức còn vô lượng nữa. Rồi lại nữa thưa quý vị, chúng ta tu tâm bi là luôn luôn chúng ta biết thông cảm với nỗi khổ đau của người khác. Cái này nó cũng khó lắm, nhất là kẻ mà hay chống đối mình, đối nghịch với mình mà mình thấy họ khổ, cái tự nhiên mình suy nghĩ bụng mình hả hê, mình nghĩ đáng lắm vậy đó, là chúng ta thiếu tâm bi. Còn bây giờ chúng ta gặp chúng sanh nào bị khổ, chúng ta nghĩ như thế này nè, nghĩ như Đức Phật này dạy đó: này các tỳ kheo, vô thủy luân hồi không ai không là cha của mình, không ai là không phải là mẹ của mình, không phải là chị em của mình,
Do đó cho nên bây giờ khi mà người tu tập tâm bi đó, chúng ta vừa khởi lên cái tâm muốn hại người đó, cái chúng ta liền khởi lên tư tưởng người này trong đời quá khứ từng là cha, là mẹ, là anh chị em của mình. Bây giờ mình nở những tâm hại họ hay sao? Người nghĩ vậy mình chặn đứng lại. Cái cách đó là cái cách mà chúng ta tu tâm từ, là tâm bi là hay nhất, thưa quý vị. Tu tâm từ hay nhất. Có một lần nọ, cái thời mới sau năm 75 á, thưa quý vị, cái thời khó lắm. Các vị sư mà đi đến chùa mà tá túc qua đêm đó là đều phải trình giấy, trình tổ trưởng, trưởng ấp hết. Thế là có ông sư đó, ông bị lỡ đường mà bữa đó chiều trời mưa nữa, ông ghé vô chùa sư lý, ông xin tá túc. Nhưng mà lúc bây giờ sư huynh của chúng tôi là sư trụ trì, vì khó khăn như vậy cho nên không dám nhận, kêu đi chỗ khác. Nhưng mà chúng tôi cởi lên từ từ, tôi nghĩ mình tới, mình còn bốn ông em nữa, ông sư em nữa, giả sử như đây là ông sư em mình mà đi trời mưa gió giờ mà đi tá túc vô chùa người ta đuổi rồi phải đi ở ngoài, nó khổ sở biết thế nào. Cho nên nghĩ vậy cái sư ra sư lãnh, sư nói được để tôi lãnh, bảo lãnh cho vị đó, cho vị đó ở một đêm là mình giữ cái chứng minh nhân dân vị đó thôi. Thì đêm đó cũng may là không có chuyện gì. Sau đó, từ đó về sau, chúng tôi cảm thấy là chúng tôi rất là thoải mái, dễ chịu. Bởi hả, mỗi khi mà mình muốn làm hại người khác, muốn xây xi người khác, muốn làm khổ người khác, mình nghĩ rằng chúng sanh này trong đời quá khứ từng là cha, là mẹ, là quyến thuộc của mình. Cho nên chúng ta sẽ giải quyết được cái tâm não hại liền. Còn tu tập tâm tùy hỷ cũng tạo phước đức. Mudita có nghĩa là vui thích theo. Không phải là chúng ta gặp người ta chúng ta cười rồi chúng ta nói ra ngoài đầu môi chất lưỡi xa thú lành thai tốt quá xin chúc mừng. Ở ngoài miệng thì nói vậy, ở trong tâm mình ganh tị, mình ganh tị với sự thành đạt người khác, không có. Còn tâm tùy hỷ nữa khác, mình không có nói gì hết, nhưng mà thấy chúng sanh đó được thành tựu tài sản, được thành tựu danh vọng, hay được cái sự hạnh phúc, cái trong tâm thâm tâm mình nghĩ chúng sanh này trong đời quá khứ đã từng tạo phước, ta hãy tùy hỷ phước cho họ, cái chúng ta quan hỷ theo. Còn chúng ta tu tập tâm xã đó thì thưa quý vị, có nghĩa là cuộc đời này nó có nhiều cái sự khổ thăng trầm, khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục, chúng ta có tất cả là 8 cái sự thăng trầm, 4 cặp phạm trù. Thì bây giờ chúng ta giữ cái tâm bình thản, tu tập đến cái mức độ tâm xả thì chúng ta nghĩ sabbe sata kamasaka kamadaya, tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng, kệ chúng sanh đó khổ là do cái nghiệp ác của họ, chúng sanh này an vui là do nghiệp thiện của họ thôi. Mình giữ cái tâm bình thản đi. Mình bị khen, mình được khen hay bị chê cũng là do nơi cái nghiệp của mình ở quá khứ vân vân. Chúng ta nghĩ gì? Tu tập từ bi hỷ xả là chúng ta cũng tu tập phước đức. Còn bây giờ tu tập phước trí, một là ca lê ná tham mát sâu bên năng, tức là tùy thời nghe pháp cũng tạo phước trí. Ca lê ná tham mát sa cách xa là tùy thời luận đàm luận pháp cũng là phát sanh phước trí. Tham mắc ca lê nó đê sa na, tức là chúng ta tùy thời nói pháp, cho nói những cái điều tốt đẹp cho người khác nghe cũng là phát sanh phước trí. Nhưng mà cái quan trọng là một người chịu khó suy tư quán vô thường khổ não vô ngã là phát sanh phước trí tột. Quý vị nhớ quán vô thường khổ não vô ngã là tự nhiên, là chúng ta có duyên là đắc đạo quả giải thoát trong tương lai nhanh chóng. Thì hôm nay sư chỉ trình bày cho quý vị ý nghĩa là cái cách làm phước và cái sự thành tựu do cái phước báo đem lại. Mong rằng các Phật tử chúng ta hiểu và cố gắng thực hành theo đó để chúng ta luôn luôn có cái đời sống an lạc, nhất là ở cái vai trò của một người cần sự nam, cần sự nữ trong Phật giáo, mà chúng ta có đầy đủ cái niềm tin và sống theo thiện pháp như vậy
để chúng ta xứng đáng là một người Phật tử, đem lại cho mình an vui đời này, an vui đời sau, và cuối cùng là chúng ta sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Xin kính chúc tất cả được an vui tiến hóa. Xin chư thiên tùy hỷ phước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.